á. Ôi trời ơi, cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy, nó cứ như ngồi thiền đấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá, bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến hả? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó nọ nó bảo em nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000, mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền đó của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị? Đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát. Đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ xin lỗi, người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Ồ, dạ xin chào bà. Dạ xin lỗi, bà là ai ạ? Ồ, tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Ồ, chết bên... rồi, bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Ồ, tôi kiếm anh Húc. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Húng, sinh viên khoa văn Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Ha. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà. Nhà hết nước. Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá. Khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? Oh no, xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Oh, bà đừng trao đảo, xin lỗi bà. Nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài 20 tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Ồ, vậy nãy vợ con không phải phép rồi. Con xin lỗi, đã lý con phải kêu bạn mami. Mami, 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 mami. Thôi thôi thôi, được rồi. Bà đừng có mami hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Ồ, thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Ồ, vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? Oh no mommy, mốt đến bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Oh quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là trời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương quá. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet, hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ mà chết ngất thôi. Úi dồi ôi là rồi ôi. Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy? Về
nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá. Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề. À, anh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ mấy rồi con mẹ? Ừ. Cháu chào bác. Đấy. Oh my god. Bà thấy chưa? Hình ảnh bây giờ trung thực, rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No anh Hùng. Cindy. Cindy. Oh, Cindy à. Yeah. Úi dồi ôi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái á. Yeah. Em. Anh. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Thương quá. Oh baby. Xin tự giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi. Bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn được bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No 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 no. Em mới căng ra mặt hung nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ờ căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My god. Ơi. Này. Đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhá. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà ta nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì? Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, thần linh với trả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu, xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Bây giờ, hay, con ơi con. Con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi trời ơi, ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại, nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi, cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi, chồng nào? Con có tới ba thằng. No, baby! Anh là tình yêu sét đánh của em. Em mới gặp anh là sét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, giời. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau. Thiên hạ nó nhìn vào, nó cười ở trong mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ, với lại cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời cái gì trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi, thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi trời ơi.
hay hơn Bằng Kiều. Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều. Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. À, xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? Cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại con thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lòng mày áo. Sao con, mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? Thôi, em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào đây tắm. Dạ, đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn á, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Lại còn kêu bằng em bây giờ. Ôi, nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì. Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền, cơm no, bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Thế đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Trời ơi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi. Nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ, bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm, thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân ấy. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà, cửa, xe, cộ, tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. À, mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mẹ biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhá. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Ôi giời. Ô, em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát. Nóng. À, nóng. Ba. Bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh, hai cái vòi nước của anh đó, trời đất ơi. Vòi nước nóng, nước lạnh mà không có để. Em mở vòi nước nóng, em tưởng nước lạnh, em để
đẩy con thỏ vô nó tuột lông nó chết tại chỗ. Thôi đằng nào cũng chết rồi, em đừng có buồn nữa. Em đâu có buồn à. Sẵn nó chết rồi, em vô chổng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nha. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời. Em sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó thì em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây. Nó giật sập nhà anh kéo xuống cào. Không còn cục gạch đâu trời ơi. Hả? Này, mày đừng có bị mày là Việt Kiều nhá. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà để làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ, nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa, đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn, mẹ anh cứ ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà xách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chi cho nó công, sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3... Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? Ôi giời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay, chóng mặt lắm, để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Trời, cao gì mà cao thế. Con ơi, xây cho mẹ 3 tầng con nhé. Xây 3 tầng sẵn, xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi. Trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không, không con? Không, 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 không. Tóc Tiên trẻ nhất. À, mẹ nhớ rồi. Bé Xuân Mai. Ôi, con cò bé bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cáo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Ôi giời, nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi giời, như vườn mẫu giáo này. Ôi giời, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Giờ... Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi. Dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố của anh hả? Ừ. Mà anh không biết hóa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười tê tét lên như thế mà thờ nhỉ?
Con ơi, con biết không, ngày xưa đấy, bố chết đi, đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con. Thế là mẹ lấy bột màu, mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi, mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to, mẹ treo lên nhá. Vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá. Con, mẹ yêu con quá. Cindy! Cindy! Cindy à! Cindy! Gì nhỉ? Ôi xấu quá. Cindy. Ai vậy em? Sao mày dốt thế con? Vợ chồng người ta đấy. Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à. Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi. Chia ra làm đôi. Chồng may cái quần, vợ may cái áo. Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ. Chồng em thật à? Cháu chào bác. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Này cũng ba phải chứ ha. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Rồi ôi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Xấu gì mà xấu thế con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này đấy. Ôi giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi, con phải bỏ ngay lão già này nhá. Khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao con buồn? Nó sao mà không con... bỏ là mất mẹ căn nhà 3 tầng. Đi vào. Cái gì vào, vào gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà 3 tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Xin đi à. Anh còn khóc nữa à? À xì. Tưởng quá. Anh khóc chứ. Nóng quá. Cindy à, anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh buông đi ra. Buông ra. Buông ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái bên bển nó trẻ quá, nó đẹp quá. Giò nó dài tới nách. Nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải. Làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa? Bây giờ nó về đó nó ăn hết của anh rồi. Nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi anh mới kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn, anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ. Còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế? Em làm gì có lỗi? Đúng! Trời ơi, cái gì vậy? Có đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi. Anh mới là người có lỗi nè. Em biết không? Anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được. Suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo. Chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đã nóng không rơi thành dòng. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng, ôm sầu mà vẫn tươi cười. Khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi Cindy. Cindy, cho anh cơ hội thứ hai đi Cindy nha. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy.
Chưa... Sao mà em hát cái bài đó được? Giờ hát bài gì? Em phải hát cái bài này này. Ta xa rồi em nhé, đường anh cứ đi, đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời. Anh đi thật xa, đừng nhớ chuyện ngày qua. Tình nhân ơi, giờ xa cách nhau. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Tôi hát bài gì? Bác, bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À. Em ơi sao em đành vội nói câu chia ly. Em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác chứ mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xây, cái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết. Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng size với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi không nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi, nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi! Gì? Mày đừng có mà ác xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi, để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy đến giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có rồi. Phải không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thôi bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà. Người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Mà anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, tao biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được. Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi, quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc mà chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi.
Hello everybody. Ai vậy? Hello, how are you? Hello, hello. Yeah. Anh là ai ạ? Oh, tôi là Việt Kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ. Mới qua Mỹ có 1 năm mà rành tiếng Việt lắm. Chỉ có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ, xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. À, tôi là Dương Thường Trực. Ôi, chứ tên gì buồn cười thế, thế Dương suốt ngày à? Dạ, non-stop. Bây giờ anh đến đây thì tìm ai? À, tôi tới tìm người yêu của tôi. Nhầm. Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao nhầm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à. Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có. Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lụn. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Nghi gì? Bạch Tuyết ơi, có 1 chú Lụn ở đây còn 6 chú kia đâu? Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Hay quá. My Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay anh đã về với em rồi à. Trời ơi Tuyết ơi. Ơi. Đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à. Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn, ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi. Ôi. Trời ơi, em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi, anh ơi. Cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá. Anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà mẹ bảo ông này đẹp trai? Cứ hễ Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàn kém thua. Anh ơi. Này. Gì? Ông kia. Ra đây tôi à? Để anh nghĩ ra lời chút xíu. Rồi, đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? 25 tuổi? Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Bố, em ơi, muốn bố con em ăn hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan. Ôi dồi, tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm no food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác. Mà anh chỉ đủ mua vé một
Chị chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi, Tuyết bắn đất hương hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh à? Một chiều bác ơi một chiều. Con bó tay với thằng Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em. Ôi dồi ôi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì mà mày con lạy mẹ? Tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vang muôn ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Miễn lễ các khách hãy bình thân. Ủa gì kì vậy? Giờ họp hành bá quan văn võ đã hết trơn rồi. Khán giả thì ngồi đầy rạp. Quân sư, quân sư đâu? Yeah. Sorry, I'm late. Thôi. Đi không đi late chi vậy? Dạ đâu phải. Anh lết tiếng Mỹ nó kêu bằng trễ đó thưa bệ hạ. Trời ơi. Gì nữa đây? Dạ chào. Trời ơi. Chào tưởng người biến thái chứ. Chào giống như vũ nữ vậy. Nè, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi nha. Ta làm lần cuối cùng. Ngươi mà làm sai nữa ta chém ngươi bay đầu biết chưa? Dạ. Nhìn kỹ nè. Lên đi. Dạ lên đâu? Lên ngay ta ngồi. Lên ngay dạ. Ngồi một chút thôi nha. Trời ơi, bữa nay làm vua sướng quá. Nhìn kỹ nha. Dạ. Bỏ cái chân xuống. Coi kỹ nè. Thấy chưa? Thấy. Thấy gì? Chào. Chào ông nội tôi chào. Dướng tay áo rồi nè. Vợ nó coi. Thấy cái gì? Vợ nó giùm coi. Trời ơi. Ai mái cái áo gì mà dài thòn lòn không biết. Lên lại. Lên lại. Nhìn kỹ nha. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Giỏi. Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Đi xuống. Xuống hả? Mới lên chút kêu xuống hả? Ta hỏi nhà ngươi nè. Dạ. Tại sao giờ họp hành rồi bá quan văn võ đã hết trơn cái tội rồi? Dạ bữa nay là chung kết giải football. Bá quan mắc đi cá độ hết rồi. Hả? Hay cho bá quan, giỏi cho bá quan. Giờ họp hành dám. Ủa sao đi cá độ không rủ ta? Dạ có rồi. Nhưng mà lúc đó bệ hạ làm gì off phone rồi. Tại lúc đó ta bắt mừng công chuyện. Nghe ta dặn nè. Dạ. Hôm nay đội nào đấu đội nào vậy? Ta bê bê bất cứ nia đụng như là San Francisco 49ers. Thôi, ngươi nói ta hiểu ta chết liền á. Nói từ từ. Tampa Bay Buccaneers đụng với lại San Francisco 49ers. Rồi,
ta bắt đội San Francisco chấp 3 điểm. Phụng chỉ. Ờ. Dạ, dạ, dạ. Có ai phì gia lâm? Excuse me, my king. Ê. Dạ. Thằng củ khoai lang, cái nhiệm vụ mày nói có mấy chữ mỗi ngày mày không nói xong nữa. Ở đây chứ hoàng thượng, hoàng hậu với tao là gia lâm thôi. Ê. Dạ không có. Hoàng thượng, hoàng hậu, không có tao. Em gia lâm được không? Mày hả? Mày là giá trụng á. Mày phải nói là ái phi ghé thăm. Ok. Ái phi ghé thăm. Yeah. Hôm nay bài đặt múa con thiên nga dễ chết. Này dịch bầu dễ chết. Dạ, tiền thiếp là đắc kỳ, xin nghiêng mình ra mặt bề hà. Ôi trời ơi, giọng nói dễ thương hỉ. Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá. Thôi ta chờ tới giờ chịu không nổi đâu, mình vô nha. Đi múa bề hà. Vô trong đi, chờ sáng giờ chịu nổi là vô nha. Bề hà ơi, suốt ngày bề hà ăn sushi rồi bào ngư cái bố miệt, trời ơi chịu hết nổi rồi, cho thiếp relax một chút xíu nghe. Bố miệt hẳn boring quá. Thôi chết boring hả? Dạ. Nè 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 quân sư. Dạ. Ta truyền lệnh cho nhà ngươi nha, tổ chức liền một chương trình đại nhạc hội ca múa nhạc kịch cái lương hồ quảng thiếu dương hội cho đắc kỹ xem. Lẹ lên bề hà ơi. Chuyện gì? Thiếp không có thích nghe music mà cũng không thích coi đăng xịt. Hả? Đăng xịt là gì? Đăng xịt có nghĩa là đăng sinh mà nói cho có vân có điều đó mà. À, đăng xịt là đăng sinh á. À, bây giờ. À. Bây giờ kỳ muốn cái gì ta chiều cho. Kỳ đó hả? Kỳ chỉ thích coi. Còn cái gì ta chiều hết. Coi giết người thôi. Hả? À, được, ta chiều. À nè quân sư. Dạ. Ngươi lập tức vô tù, đem vài thằng nó chém đầu cho đắc kỹ coi chơi. Dạ, trong nhà tù có 999 thằng, chém hết rồi đâu còn ai đỡ để chém. Chú cha mẹ ơi, mỗi có 999 thằng mà làm như là nhiều dữ lắm vậy đó. Cần phải thêm một người nữa mới đu. À, quân sư, cần phải thêm một người nữa mới đu. Lại quân sư. Bởi vì bác sĩ nói á, là thiếp phải coi 1000 người chết á, mới trường sinh bất tư. Nghe chưa quân sư, phải 1000 người nữa mới trường sinh bất tư. Kỹ. Đắc kỹ ho kiểu gì ngộ vậy? Dạ, thiệp ho kiểu này gọi là ho Huế đỏ. Ngộ lắm. Huế là vậy à? Quân sư. Bây giờ đắc kỹ chết bị... quá. Đừng chết. Quân sư làm sao? Giúp ta đi quân sư. Tể thần. Ê? Dạ. Cái hả miệng tới làm gì vậy? Dạ thần làm hô hấp nhân tạo. Tiếng Mỹ nó kêu là mau tu mau. Chú cha mẹ ơi, có cái mùi gì mà hẳn khó người quá. Cứ như là mùi cơm hển nha. Trời ơi, quân sư. Tại sao sáng sớm ăn cơm hến rồi? Dạ, đó là breakfast của thần mà. Trời ơi. Dạ. Có hoàng hậu ghé thăm. Trời ơi. Dạ lộn, hoàng hậu gia lâm. Tôi chết rồi, tới nữa. Trời ơi, cái bà này không mời mới vô hoài vậy trời. Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. À, ta miễn lễ. Con tiện tỳ kia. Nữa, thấy chưa? Mày thấy chánh cung mày không chào hả mày? Vợ bé phải chào vợ lớn chứ. Trời ơi, bữa nào vô đi dán tao xé xác mày ra đó mày. Rùa thiếp kia. Thôi. Nhà mùa kia, mùa ngón của nhau vô đây, chơi tay đôi liền nè. Thôi, có mấy ông thấy không? Có nhiều vợ đâu có sướng đâu. Bởi vì lỡ thôi chứ sao bây giờ, tôi thề nha, kiếp sau only one. Bé hả? Chuyện gì? Cái con trùn tên này nó quá dữ đi, nó hỗn hào với thiếp. Tôi tao biết. Đánh mày trở về nguyên dạng con trùn như mày. Thôi. Bé hả? Nè,
Hoàng hậu ơi, hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu làm ơn đi về giùm cái. Không, bệ hạ nhìn kỹ cái body của thiếp coi. Hả? Cũng hấp dẫn đâu, đâu có cắt được đất kỹ đâu, gấp triệu 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 lần nó. Ừ. Mà bệ hạ nở sai mê nó mà bỏ thiếp. Bệ hạ coi nè. Đó, bệ hạ thấy không? Có khác gì con đất kỹ đâu. Khác nhiều chứ. Cái này mày chọt ngoài mày. Thôi thôi thôi, vô cái đi trời ơi. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu. Lớn dạ. Tuổi rồi, mày đặt bắt chước đi tưới người mẫu. Người ta người mẫu mình dây. Còn hoàng hậu mình dây mà dây thun ngâm dầu hôi. Nở nó còn quay nhìn đăng nó kỳ quá à. Thôi đừng có đi vậy nha. Cô chê thiếp hoài à. Trời ơi, cô tướng bả kìa. Ta nói thiệt nha, tại hồi xưa đi lính vả quá mới lấy bả. Chứ làm vua sức mấy được có mơ. Bệ hạ thiệt là sáng suốt à. Rồi thằng mà quen bà này thằng cũng dám lấy. Ê, cái thằng quân sư kia, ta là chánh cung hoàng hậu mà ngươi dám chê ta hả? Hả? Ngươi chê ta, ngươi có biết ta làm gì không? Ta cắt, ô quên. Hả? Ta thiến, ô quên. Ta biến người thành thái giám bây giờ đó. Thôi 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 thôi. Thôi, tôi là quân sư của vua mà. Vua nói gì á, tụi tôi phải nói theo cái đó. Vua thích ai á, tụi tôi thương người đó. Mà vua ghét ai á, tụi tôi thù người đó. Ném gì mày là nịnh thần, nó phải thái giám nữa. Ô quên, không phải là quân sư nữa mày. Không biết nịnh ai cho làm quân sư. Thấy không mày hả? Được rồi, được rồi. Bè hà ơi, thiệp chỉ muốn có một mình thiệp đứng ở đây thôi. Ta biết, ta biết. Hoàng hậu, hoàng hậu. Hoàng hậu về đi, tối trẫm ghé. Không có, không có. Tối trẫm tới chơi xì phé. Tối ghé nha. Thằng thiếp thì về. Nhưng mà tao nói mày nghe. Gì vậy? Cái con này nè, mày lộng hành quá, mày coi chừng tao nha mày. Có bữa tao chặt đuôi mày đó mày. Thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà nè, hoàng thượng. Cái gì nữa? Cho hôn miếng đi. Trời ơi. Trời ơi. Sao gan quá vậy? Cho đụng cái đi. Mày không có ghen ngược với tao như mày. Thôi được rồi, hung đại cái về đi bà. Trời ơi. Tao lâu mới được hung chồng cái đã quá trời luôn á. Trời ơi, mai là không ăn gì, ăn gì ốc ra hết á. Hổ hổ hổ. Không có cho nữa, thôi chết rồi. Rửa mà bê hà hửa với thiệp là không đụng với cái con mù già đó. Ta đâu có đụng đâu, ba đụng ta, ta đâu có đụng đâu. Trời ơi, con ba nó mua rùa thiệp suốt ngày á. Cho chắc thiệp chết, thiệp ho lên nó chết. Chắc thiệp chết quá. Trời ơi, con biết chết ở đâu bây giờ, trời ơi. Thôi thôi thôi, lên ngai vàng chết cho nó sướng. Trời ơi, Kỳ ơi, Kỳ. Ôi nhưng mà bệ hạ ơi. Chuyện gì? Khi mà thiệp chết á, bệ hạ nhớ chôn thiệp ở bến Vân Lâu, ái sầu, ái tham. Để hồn thiệp bay phàng phật dưới sống hướng núi ngư. Mà nghe gió đưa cành trúc lá đà, mà tiếng chuông thiên mù cánh gà chích cân. Chết. Đừng chết à. Quân sư. Được rồi, là quân sư à. Dạ. Thôi được rồi. Ta dặn nhà ngươi á, kiếm cho ta một lão thầy thuốc có chưa? Dạ, thần đã đăng quảng cáo cho một rau giặt trên đài Lý Đô Sài Gòn rồi. Ờ rồi. Tiền quảng cáo hơi nặng mà kết quả lắm nha bệ hạ. Có không? Có một vị danh y đã gửi resume tới rồi. Rồi. Tự xưng là đệ nhất danh y chuyên sửa trị các loại bệnh ho. Trời ơi, bây giờ đâu rồi còn không mau mời vô? Ông đang đứng hút thuốc lào ngoài patio đó. Trời đất ơi, trị bệnh ho hút thuốc lào. Bây giờ ngươi lo chuẩn bị giùm ta cái nha. Dạ. Ta đưa đất kỹ vào Kỷ. Ờ, Kỷ ơi, Kỷ. Kỷ vô, Kỷ giùm ta cái đi, Kỷ ơi. Thiếp mệt quá. Chắc lên con ho nữa. Ho. Phải ho kiểu gì nữa đây? Ho lý là ho Nha Trang chứ chưa tại Huế. Ơi, ho Nha Trang với Huế nữa trời ơi. Bây giờ làm sao bây giờ? Lẹ nè. Nghe ta hỏi nè. Dạ. Cái lão thầy thuốc này á có nổi tiếng không? Dạ nổi tiếng chứ. Ờ. Quê ổng ở Bạc Liêu á. Ờ. Họ Tiêu, tên Tán Đường. Hả? Trời ơi, thầy thuốc tên Tiêu Tán Đường. Ừ. Hơi lạ. Mời vô. Dạ. Truyền Tiêu Lương Y vào. Dạ đâu y sĩ Tiêu Tán Đường xin bái kiến thánh thượng. Quân sư. Dạ. Có kêu lộn không? Dạ đâu có. Thầy thuốc sẽ mặc vô đảng vậy. Để ta hỏi. Nè tên kia, nhà ngươi có phải là Lương Y không? Dạ môn tâu thần đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học Berkeley San Francisco và đã từng làm phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ ạ. Ừ. Nè Tiểu Tăng Muối. À, đường đường muối lúc là xem. Ta cho người biết đệ nhất ái phi của hoàng thượng đây là đắc kỷ, bệnh ho đã 3 năm không ai chữa nổi, người liệu có đủ sức không nhỉ? Ừ?
Muôn tâu tại hạ đủ sức chứ. Tại hạ chưa bao giờ chữa cho ai mà phải kéo dài một năm cả. Tối đa là 6 tháng. Hả? You guarantee sức mân hết bệnh. Muôn tâu đúng ạ. Là vì Khổng Tử có dạy. Đau lâu thì tốn thuốc. Thần chữa cho ai mà 6 tháng không khỏi thì thần cho con uống thuốc độc cho nó chết mẹ đi cho rồi. Nè, ngươi nói cái gì? Nhà ngươi có thuốc độc bí truyền hả? Dạ, có. Dạ, thần có một loại thuốc độc gia truyền cực mạnh, chỉ cần uống vào một giọt thôi là không có cách gì cứu chữa nổi. Ai vô xúa? Dạ xúa, thần cho thằng em vợ thần uống rồi. Really? Dạ. Nè, vậy thì hay lắm. Ta cần một loại thuốc độc cực mạnh. Muôn tâu bệ hạ, thần có hai loại. Loại thứ nhất, uống vào một phát là chết ngay, chết không kịp viết di chúc. Còn loại thứ hai, khi uống vào rồi thì sẽ chết một cách từ từ. Chết tăm, chết tối, chết tức, chết tưởi, chết tàn, chết tạng. Bệ hạ muốn uống loại nào? Ta muốn uống loại thứ hai. Phải. Ta muốn cho hoàng hậu uống loại thứ hai. Vì ta muốn cho bà ta chết từ từ. Chết tối, chết tâm, chết tức, chết tưởi, chết tàn, chết. Người uống rồi hả? Dạ đâu có, tưởng tượng thôi. Thôi tưởng tượng thôi. Nè. Dạ muốn cho bệ hạ, hoàng hậu tức là vợ lớn của bệ hạ đó. Đúng vậy. Vì sách thánh hiền có câu: nhân bất học bất tri lý, ấu bất học lão hà dĩ. Có nghĩa là có vợ bé để vợ lớn làm mắm á. Câu này nghe quen quen. Ờ, con mới nói cũ thôi bệ hạ. Đúng vậy. Dạ muốn tao như vậy là bệ hạ muốn thần đưa hoàng hậu về bên kia thế giới. Đúng vậy, ngươi làm được không? Nếu như làm được, ta sẽ tổng thưởng cho nhà ngươi. Dạ sẽ thưởng gì? Tặng ngươi bà vợ lớn. Trời ơi, ta sợ bà quá, ta quên. Dạ. Ta tổng thưởng cho ngươi Chu Di Tam Tộc. Lộn, quên, ta giết người quen rồi. Tặng thưởng cho ngươi 10.000 đô la. Ôi, 10.000 thì cheap quá. Cái gì? Không có sao, tiền bạc là chuyện nhỏ. Không có tiền thần không làm. Là vì muôn tâu bệ hạ, thuốc của thần uống vào là phải chết. Đúng vậy. Nên là thần mới mở cái tiệm thuốc lấy tên là Pharmacy Tiêu Tán Đường nữa. Hay lắm. Nè, Tiêu Sát Thủ. Dạ. Ngươi nên nhớ kỹ, âm mưu giết hoàng hậu á, ngươi phải tuyệt đối giữ kín. Nếu mà lộ ra đó thì ngươi sẽ tiêu diêu nơi mường Cực Lạc. Yeah. Và bệ hạ thì sẽ trở thành hạ bệ đó nghe chưa. Dạ xin quân sư an tâm. Có cậy mồm thần thần cũng không nói. Đâu. Ai hỏi mới nói. Không có chết cũng không nói. Quân sư. Dạ. Yeah. Nghe thầy dặn, 10 ngày nữa là đám dỗ của ta. Hả? Quên lộn. 10 ngày nữa là birthday của ta. Birthday. Ngươi phải lợi dụng thời cơ nhổ một giọt thuốc độc vào ly rượu của hoàng hậu uống. Bả sung lắm, chơi 5 giọt đi. Có không? Vậy chơi nguyên một chai chắc ăn. Nè, cái chuyện này cấm ngươi tiết lộ ra ngoài nha. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ bị bay đầu, biết chưa? Don't worry, giết người là nghề của thần mà. Hay lắm, đi đi. Nhưng mà chuyện cần thiết bây giờ là phải lo chữa bệnh cho đắc kỹ trước rồi đã. Ừ. Dạ. Tiêu doctor, có phải ngươi chuyên trị các bệnh ho không vậy? Dạ đúng vậy. Ho khan, ho xuyễn, ho đờm, ho gà, ho vịt thì thần bảo đảm sẽ trị dứt. Ho Huế chữa được không? Dạ thưa, ho Huế, ho Trung, ho Nam, ho Bắc gì? Chuyện nhỏ. Stop. Quân sư. Dạ. Ta đợi. Đâu rồi? Mình nịnh vừa phái nên quá khó coi quá. Quen rồi, Bình Hà. Theo ta. Dạ. Ở đó chờ ta nghe không? Bảy Hạ chờ em. Thiết có chuyện muốn bàn riêng với bệ hạ này. Bệ hạ đâu rồi? Bữa nay mất tiêu rồi, chắc vô con trồn hoa lao đó nữa rồi. Bệ hạ. Ê, ho kiểu này là bệnh xa rồi, chắc mới đi du lịch Hồng Kông vậy. Để ta bắt mạch cho bệnh nàng. Cái mạch nàng ném về bị liệt rồi, trở ra đi. Nhổ. Ta biết rồi.
cái bệnh ho của nàng là do ăn quá nhiều bưởi Biên Hòa. Ngươi là ai? Ta là đông y sĩ Tiêu Tán Đường, thánh thượng cho mời ta vào đây để chữa bệnh cho Đắc Kỷ. Ê, ngươi biết ta là ai không? Ta là... Là Đắc Kỷ, là đệ nhất ái phi của vua chứ gì. Ai nói với ngươi ta là Đắc Kỷ? Khỏi ai nói, nghe ho là cũng biết rồi. Nhưng mà ta có một cái điều lạ là ta nghe đồn Đắc Kỷ có một cái vẻ đẹp chim sa cá lặn chứ. Ngờ đâu hoàng thượng lại đi thương cái người cơm chiên cá mặn thế này. Thằng lang râu kia, ngươi vô chỗ này mà ngươi dám chê ta hả? Vậy là ngươi tới số rồi. À, xin nương nương đừng có nóng. Người đẹp mà được vua mê thì đâu có gì đáng nói. Người như nương nương mà vua mê thì mới là lạ chứ. À, nhưng mà thưa nương nương. Gì? À, ta sẽ báo cho nương nương một tin mừng. Nhưng mà nương nương phải giữ bí mật nha. Nhưng mà phải thưởng cho ta mới nói. Tin gì, tin gì? Ta hứa, ta hứa ta thí cho ngươi 50 lạng vàng. Nhưng mà tin gì? Nói. Hoàng thượng vừa nhờ ta bỏ thuốc độc để giết Chánh Cung Hoàng. À? Giết ta? Giết nàng làm cái mẹ gì? Giết Chánh Cung Hoàng hậu để đưa nàng lên làm tranh thất. Rồi rồi, ngươi có nhận lời giết ta? Giết hoàng hậu không vậy? Có chứ. À? Vua cho ta tới 10.000 đô mà. Nhưng mà dẫu không cho tiền ta cũng vẫn làm. Là vì ta muốn giết để ta thử cái loại thuốc độc ta mới chế ra coi có công hiệu hay không thôi. Rồi ngươi tính khi nào ngươi ra tay vậy? 10 ngày nữa. 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là ngày sinh nhật của vua. Lúc đó bá quan văn võ ở triều đình đều đến để dự tiệc chúc thọ cho vua. Lúc đó ta sẽ lấy thuốc độc đưa cho quân sư bỏ vào ly rượu của hoàng hậu. À, nhưng ta nói cho nàng nghe, thuốc của ta uống vào không có chết ngay đâu. Uống vào thì phải đau đớn quằn quại 2 ngày sau mới chết. Người ta kêu đó là chết thảm. 10 ngày nữa thôi à trời. Còn có 10 ngày nữa thôi. Ta phải đề phòng. Ta có để con Đắc Kỷ nham hiểm nó giết ta được. Ta phải đề phòng, ta phải đề phòng. Ờ kìa, đã bảo là vua giết hoàng hậu, giết nàng làm cái quỷ gì mà đề với phòng. Ủa sao nói nhỏ xíu mà thằng này nó nghe được hay vậy? Dạ. Thánh thượng gia lâm. Nữa, bà tới nữa. Không mời bà tới hoài vậy trời. Khổ quá ha, hoàng hậu à. Ta ra lệnh cho hoàng hậu lui vào hậu cung dùng tan cái đi. Tiện thiếp lui liền. Trời, làm ơn cái để ta làm việc mà. Tiện thiếp lui liền. Đi đi. Nhưng mà bé hả? Gì nữa? Cho hôn cái nữa được không? Ôi hoàng. Nó không có được ghen ngược đó nha. Trời, nó theo bệ hạ tòa tòa à. Thôi nói nhiều quá, hôn cái đi. Ôi. Gì? Trời ơi. Đã quá trời luôn. Muốn tâu bệ hạ chết mẹ là đây là Chánh Cung hoàng hậu sao? Bà đứng ơi. Vậy nhà ngươi tưởng là ai? Muốn tâu thần tượng là Đắc Kỷ. Trời. Là hai người họ giống nhau quá thành làm sao mà nhận ra được. Trời ơi, tướng bà đó, ngươi tưởng Đắc Kỷ. Bà có nước đắc kẹo thì có. Thôi xin mời nương nương. Qua. Chẳng ra đi, suốt ngày con bù già đúng không? Tay khổ không? Thôi ngồi đi. Lo giùm ta nha. Dạ. Khoan. Nam nữ thọ thọ bất thân. Cánh tay ngà ngọc của nương nương không nên đặt trên cái đùi nhăn nheo của lão già này. Nhưng ngươi muốn đặt nơi chỗ mô. Dạ, đặt ở đây. Chú cha đâu được ta mỏi tay quá mệt cả. Ê dạ, không phải như này, trên này. Bình tĩnh ta ra rắn rồi ý gì? Ta hỏi là bình tĩnh ta ra rắn rồi. Nhà ngươi hút thuốc lào hôi quá. Ta nói nhà ngươi hút thuốc lào hôi quá. Chết con mẹ. Đã muôn đâu đánh đường, muôn đâu đánh đường. Chí nguy thậm chí nguy ạ. Bệnh tình của nương nương nó quá trầm trọng rồi. Mà cứ để như thế này thì thần bảo đảm 1 tháng nữa nương nương sẽ đứng tim mà chết. Chứ tôi chết vậy gì? Quá kèn này đu. Du đu được không? Dạ thân du được. Đu dùm ta trước đi. Hẳn đu được thì hẳn đu đi bà. Đu đi. Dạ muôn tao thần phải cần một cái bài thuốc đặc biệt gọi là trái tim phá lấu á. Trời ơi, tim gì? Tim gà, tim heo, tim rồng, tim phụng, tim gì? Nói mau đi. Dạ không, hạ thần cần tim người ạ. Trời ơi, cần tim người hả? Dạ. Trời ơi, bao nhiêu người chém chết hết rồi còn lấy đâu ra nữa trời. Bây giờ lấy đâu ra bây giờ? Dạ. Có hoàng
tỷ can ghé chơi. Có tim rồi hả? Có tim rồi, quân sư thông minh quá. Nào mời hoàng thúc tỷ can vào. Mời hoàng thúc tỷ can vào. Thần tỷ can bái kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Miễn. Ủa sao ta nghe tiếng mà không thấy người? Quân sư. Dạ. Tăng thêm ánh sáng. Tuân lệnh. Thấy rồi, thấy rồi. Quân sư, dẹp đi. Trời ơi. Hoàng thúc. Dạ, có thần. Hoàng thúc đi đâu mà sao đen thui vậy? Dạ, thần mới đi phơi nắng ở Florida về. Trời ơi, đã đen rồi đi then. Trời ơi. Nương ơi, đây là chú ruột của vua sao? Thẳng đó. Sao thần nghi quá, sao vua thì đẹp trai trắng trẻo như thế kia mà sao ông chú gì mà nước, chú ruột gì mà nước da đen hơn OJ Simpson vậy? Ê, cái tên lang băm kia, người thắc mắc tại sao ta đen thui, còn hoàng thượng thì trắng hả? Chế Linh đẻ con cũng trắng vậy. Nè, ta nói cho ngươi biết, ta không những là chú ruột của vua mà ta còn như cha của vua kia chưa. Ôi cái hạng nồ kìa, chủ vua mà chưa ai công nhận mà đòi làm tới cha vua, nọ vừa thôi cha ơi. Còn cái con, ôi còn cái con hồ ly tinh kia, con hồ ly tinh hoa lao. Ngươi có thấy đôi bàn tay này không? Thấy rồi, bàn tay năm ngón chủ vẫn đen thui. À ha, mà đen thiệt. Nhưng đôi bàn tay này đã từng chăm sóc vua, tắm rửa thay tã cho vua, cắt rốn cho vua. Hả? Thì ra hoàng thúc là người cắt rốn cho ta hả? Dạ thưa hoàng thượng, đúng như vậy. Trời ơi, hèn chi chúng ta bị lồi. Một khúc luôn vậy á. Trời ơi, hoàng thúc ơi, hoàng thúc, hôm nay hoàng thúc tới đây có chuyện gì không vậy? Thần đến để khuyên can hoàng thượng đây. Người bệ hạ, sao ông này tối ngày ông cứ can mày vậy? Ngươi không biết ông tên gì hả? Dạ tỷ can. Ờ, can một tỷ. Gặp mặt là can ngàn quà có gì. Nè, hoàng thúc ơi, sao ông rảnh quá vậy? Tôi là quân sư nè, mà từ đó giờ á, tôi chỉ biết nhắm mắt làm theo ý vua thôi, không bao giờ mà can vua hết trơn á. Can chi, ngu sao can. Nè, những đứa gian thần như ngươi, hoặc những đứa chuyên môn đào mỏ như con đắc kỷ hoa lao. Trời ơi, thôi hoàng thúc ơi, đừng nói. Gần vua ngày nào chỉ hai triều đình ngày đó mà thôi. Bệ hạ thấy chưa? Trời ơi, hắn rùa thiếp kia. Ôi, để thiếp chết cho rồi, nó mười cái vai đập đầu chết cho thiếp chết. Ngươi chết là đáng rồi, bởi vì kiếp ngươi là kiếp tròn. Trời ơi, Chánh cung hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, tài sắc song toàn, mà bị vua phế bỏ là cũng tại vì cái con đắc kỷ hoa lao ngươi. Trời ơi, ông cho thiếp quá, bệ hạ coi nè. Thiếp liều yếu đau tớ như rí mà nói là con chôn. Con chôn là phải vì đó phải như cái tính con lao như bữa này mà đó là con chôn chữ đó. Kỳ ơi kỳ, kỳ giống chồn quá. Chị em là chồn như con chi nữa. Hả? À? Em là người, trời đất ơi, em bị nhục nhạ quá. Chắc em chết, em lên tướng. Em không được, thôi lại lên ngai vàng chết cho hắn sướng nữa rồi. Bây giờ, nè. Bà ơi, khi mà thiếp chết á, nhớ khắc cái dòng chữ này lên bia mộ của thiếp nghe. Là toàn thể dân chúng vô cùng thương thiếp, công tăng tốn nữ đắc kỳ chết. Đừng chết kỹ ơi. Nè, lưu ý. Thôi, bây giờ lưu ý. Bây giờ phải làm sao bây giờ, cứu ta mau đi lẻ lên. Dạ, môn tàu thần cần gấp cái tim người để làm thuốc cho nương nương ạ. Trời, nhưng mà bây giờ lấy ở đâu ra tim người đi hả? Bệ hạ. Cái gì? Tại sao không giết hoàng thúc tỷ càng để lấy tim trị bệnh hả? Đúng rồi, bệ hạ ơi, thiếp muốn chim hoàng thúc. Cái gì? Thiếp muốn chim hoàng thúc. Muốn gì? Muốn chim. Muốn tim. Chim. Nói rõ, ta tưởng đâu muốn cái kia. Trời ơi. Nè, bây giờ làm sao? Bây giờ. Hả? Nhưng mà ổng đen quá, tim ổng có chất bổ không? Bé không biết chết cái chi mà càng đen hẳn càng bồ. Thuốc bắt người ta hâm gà đen không vì hẳn bồ, mà gà đen là gà ác đỏ. Đúng rồi hả? Vậy à? Dạ. Yeah. Vậy thì người đen là người ác. Người ác để làm chi? Giết phức cho rồi. Đúng vậy. Quân sư. Dạ. Yeah. Ta ra lệnh cho và phải mau lấy tim của hoàng thúc làm thuốc cho đắc kỷ uống. Lẹ lên. Dạ bệ hạ, ra lệnh cho con. Ờ dạ. Bảy đó.
Sĩ Cao và Thúc ra lò sát sinh. Ta chết cũng chả tiếc gì thật, chỉ tiếc hoàng thượng âm mưu giết Chánh Cung hoàng hậu thì ngày tàn của hoàng thượng cũng sắp đến rồi. Hả? Quân sư. Dạ. Tại sao cái chuyện âm mưu giết hoàng hậu chỉ mình ta với ngươi biết thôi, tại sao có lão Hoàng Thúc để biết vậy? Dạ thằng đâu có biết. Là ai nói? Là ai nói? Ai nói? Không mời mà tới nữa hoài à, trời ơi. Bệ hạ đã lòng nào mê nếu mà bệ hạ thuốc độc thần thiếp vậy? Không có. Ủa? Thiếp biết hết trơn rồi. Ngay ngày bến đê của bệ hạ, bệ hạ cho người bỏ thuốc độc vô rượu cho thiếp uống cho thiếp chết phải không? Thiếp chết phải không? Nhưng mà cái chuyện này ai nói cho hoàng hậu nghe vậy? Ai nói hoàng hậu nghe vậy? Thằng cha thầy thuốc Tiêu Tấn Đường đã nói, đã nói cho thiếp nghe nữa. Hay chứ, cái lão lang băm giỏi, chứ cái lão lang băm. Quân sư, dạ. Tha chết cho hoàng thúc, hãy lấy tim của gã lang băm này làm thuốc đắc kỹ uống. Tuân lệnh. Dạ muốn sao bệ hạ, tim đen mới bỏ chứ. Ngươi còn đen hơn thằng cha nữa. Quân sư, thi hành. Tuân lệnh. Trên trời bố mẹ ơi, cái tên Tiêu Tán Đường nữa hại con rồi. Cái gì vậy? Lộn rồi. Vậy là cái gì đây? Không phải tim. Vậy là cái gì? Ruột da. Chưa có chú rể, tao nói khổ dễ sợ, không biết có ai hốt em không. Bây giờ đó chứ gấp lên tới nóc rồi mà không thấy ông đâu. Trời đất ơi trời. Ê, tôi đang gấp quá mà sao anh đi từ từ, tao nhìn dưới lên tưởng ông là cha tôi không á. Ừ. Sao? Gấp cổng... lắm rồi, gấp lắm rồi. Cổng nhà bị nghẹt nữa hả? Cổng nghẹt mà hôm qua vậy chắc nó tràn qua đầu tôi luôn á. Cái chuyện gì? Ê, nó nghe nè, thợ móc cổng mà sao chảnh dữ vậy? Ừ. Gấp lắm. Gấp? Ừ. Gấp là chuyện gì? Tôi sắp lấy chồng. Thằng nào gan vậy? Lấy ông á. Ừ. Ông làm gì lấy ông co lại vậy? Bà đừng có giỡn nha bà. Sao hả? Bà mới chia tay thằng Hùng cách đây mấy tháng, giờ bữa nay đòi lấy tôi là sao? Quan trọng lắm đây nè. Tôi với ông Hùng quen nhau, ba má tôi ở Việt Nam á, ba tôi bị tim nặng, rồi thế là tưởng là chết rồi. Cho nên là ba tôi muốn tôi lấy chồng. Mà tôi năn nỉ ông quá trời luôn, ông bồ cũ tôi á. À. Ừ. Rồi nó có chịu không? Không. Không phải mình nó đâu. Sao vậy? Tôi thấy thằng nào ở với bà thời gian ngắn đều bỏ đi hết trơn. Tại sao? Bà phải coi lại đi, bà có khuyết điểm gì tụi nó mới gì vậy? Tôi có khuyết điểm gì? Khuyết điểm là tụi ông không nhìn ra được cái ưu điểm của tôi thôi. Ở người bà không có chỗ nào ưu hết trơn á. Sao không biết? Nhìn là biết mà. Thôi đi, bây giờ quan trọng á là tôi đã năn nỉ ổng, ổng chịu chụp một tấm hình. Tấm hình mà đồ cưới á, tôi gửi về cho ba má tôi rồi. Tôi biết thằng Hùng mà. Ờ. Nhìn nó vậy chứ mà, ngoài cứng trong mềm lắm. Sao không biết ổng mềm? Tôi là bạn đó, tôi biết mà. Rồi sao mà nhìn tôi ánh mắt kỳ cục vậy? Không có nhìn tôi ánh mắt kỳ cục á, tôi nói ổng là ổng không mềm lòng để ổng lấy tôi. Ờ đúng rồi, ý tôi nói là tình cảm chứ bà nghĩ cái gì? Ừ, tôi khóc quá trời, ổng chỉ chụp tấm hình tôi gửi về cho ba má tôi thôi à. Ai, vậy hả? Ừ, mà bây giờ tôi gấp lắm rồi ông ơi. Gấp lắm rồi, gấp lắm rồi. Gấp lắm hả? Gấp lắm rồi. Bộ bà có bầu hả? Có ai ngủ với tôi đâu có bầu. Gấp là giờ vậy nè, ba tôi không hết bệnh rồi, bây giờ ba má tôi qua tới đây thăm tôi luôn. Ừ. Mà bây giờ tôi với ông Hùng chia tay rồi, mà hình cưới thì gửi về cho ba má rồi. Chết thì ông bà sao qua đây? Qua tới nơi có nghĩa là ông bà muốn mà gặp mặt thằng rể. Ừ, muốn gặp thằng rể đó. Vậy thì hơi căng á. Căng lắm chứ hơi gì. Thôi mà tôi nói bà nghe, giúp gì mà giúp chứ làm chồng bà tôi không có thể nào làm được đâu. Giúp tôi giùm đi. Không, có được đâu, bà biết rồi mà. Tôi mới có bồ, ha, là con hoa nó đẹp lắm. Ừ. Hên là nó mới chân ướt chân ráo bên Việt Nam qua, tôi mới cua được nó. Bây giờ nó biết tôi giúp bà làm trời làm chồng mà nó bỏ tôi sao? Không sao đâu, làm có ngày à. Giả lại giờ ba má tôi qua đây chủ yếu thấy thằng rể là ba má tôi đi về liền à. Mà quan trọng là bây giờ ổng bà không cần tôi ra đón luôn.
âm thầm qua đây làm bất ngờ cho tôi. Cái gì? Chị Út tôi ra đó không bả vô tới giờ á. Thôi thôi thôi, tôi nói rồi, dứt khoát làm chồng bà thì không, nghe chưa? Ông nghe nè, ngồi im đó đi. Ông thiếu tôi 5.000 đúng không? Ừ. Ông thiếu tôi 5.000 đúng không? Thiếu có 5.000 gặp mặt đồ hoài. Trời đất ơi, lúc mượn thì hết lòng mà lúc trả hết hồn vậy. Gì? Hồi đó ông mượn tiền tôi ông trà, từ ngoài đó ông trà vô đây ông mượn tôi 5.000 nhớ không? Ờ thì nhớ, nhưng mà sao? Bây giờ ông làm chồng tôi đi, tôi trừ ông 1.000. Cái gì? Tôi làm chồng bà. Ờ. Làm chồng bà là khó khăn gì mà bà trả tôi có 1.000 hả? Cái xe tôi đâu có bèo vậy bà. Thôi 2.000. Cũng còn bèo. Ê cha nội, ông già ông xấu 2.000 là giá là dữ lắm rồi. Tại giờ tôi gấp quá thôi chứ tôi thiệt ra ông, tôi xuống đây tôi mướn đại ông dưới đây, không chừng nữa ông còn thối lại tôi 500 nữa đó. Nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mướn 2.000 làm chồng giả có một ngày à? Nè, mà nhìn cái mỏ bà đi, rồi nhìn lại cái nết bà đi, bà trả 2.000 như để ai mà dám làm chồng bà. Thôi gán làm tôi ngày được không? Thôi được. Ờ. Ý mà không được. Sao không được? Rủi mà ba má bà qua ở đây. Ờ. Rồi ông bà đòi ngủ lại qua đêm thì sao? Không có nhà tôi phòng mà ba má tôi biết điều, thế nào cũng qua nhà với Út ở à. Mình phải trừ hao với trường hợp nó có thể xảy ra. Ờ. Hiểu chưa? Rồi lúc đó tôi phải ngủ với bà. Rồi sao? Đâu có được. Thì ông ngủ với tôi chung phòng thôi. Rồi tôi với ông ngủ riêng. Tôi trả ông thêm 1.000. 3.000. 3.000. Ngủ chung với bà. Ờ. Không được đâu. Sao không được hoài vậy? Tôi nói cho bà nghe nè. Gì? Bà thì đang hồi xuân. Ờ. Tôi thì hồi hộp. Ờ. Ngủ với bà một đêm biết đâu tới sáng tôi đi luôn sao? Tôi phải cần tiền để mà lo nơi ăn nghỉ cuối cùng chứ. 3.000 không có được đâu. 5.000 thì tôi ngủ. Cái gì mà 5.000 dữ vậy? Trời, tự nhiên tôi thấy tôi nhục dễ sợ luôn nha. Phải chi tôi mướn trai đẹp 6 múi đi. Trả 5.000 không nói gì. Đây cha già 60. Bà gì? Nghĩ sao tự nhiên giờ tôi phải trả mấy ngàn đô để làm chồng cho tôi nhục dữ vậy trời. Cái gì? Bà không chịu phải không? Vậy thôi tôi về. Thôi ngồi xuống đi mà. Trời, hàng xóm với nhau tối lửa tắt đèn giúp đỡ tôi đi mà. Thôi được rồi, tôi đồng ý á. Trời ơi, hàng xóm cần có nhiêu đó thôi đó. Cái gì? Tối lửa tắt đèn giúp bà hả? Ừ. Bà, ông tắt đèn mà dám ngủ với bà trên á. Nghe. Thôi được rồi, tôi giúp cho bà đó. Ngồi xuống đây đi, sao đi hoài vậy? Trời ơi, chứ ở đây chi nữa? Ngồi chứ, rất có tình cảm. Ừ. Gì vậy? Con người phải con quỷ đâu, ông làm gì ông sợ tôi dữ vậy? Anh Hải. Ừ? Cuộc đời anh cũng gian dở vài lần rồi. Cuộc đời em cũng dở gian vài lần rồi. Không hay, hai đứa mình nương tựa nhau được không? Phải lấy 5.000 được không? Anh Hải. Nè. Gì? Người bà không có chỗ nào êm hết trơn nha. Không có nương tựa được đâu. Bỏ đi nha. Nói nghe nè. Gì? Thôi giờ mình cứ mạnh ai nấy sống đi ha. À. Ông gán giúp tôi qua cơn này nha. Được rồi, giúp bà đó. Bây giờ ông là ai? Thì tôi là chồng bà, tên Hải. Không. Ông là Hùng. Hùng. À đúng rồi. Nhớ nha. Hùng, nhớ rồi. Trời sao tôi ngu vậy, tôi mướn thằng Hải thế thằng Hùng. Cuộc đời tôi như Hải Hùng luôn rồi. Trùng hợp thôi mà. Ráng ráng lên nha. Rồi. Tên Hùng nha. Chồng bà đúng không? Chồng. Liên, Liên ơi, ba má Việt Nam qua thăm con nè Liên ơi. Đây cho tao biết hai vợ chồng là ba má Liên. Của tớ nha. Dạ. Liên ơi. Ba má qua thăm con. Ba má qua thăm con ơi. Trời ơi, ông ơi. Sao con Liên nó để nhà tơ quơ vậy? Ăn trộm nó vô nó hốt hết của sao ông? Bà không. Ở nước ngoài làm gì có ăn trộm. Ủa vậy hả? Không có ăn trộm mà hèn gì mình đi vô phong long như cô hồ mà cũng ai biết nữa mà trời ơi. Con đây nè. Ba má. Con ơi, đâu kìa. Con đây nè, sao đi ngang mặt tụi con luôn vậy? Đi. Má. Ủa sao ba má không chịu kêu con ra sân bay đón? Trời ơi, má cũng tính nói với con rồi mà ba không có cho. Ba nói để ập qua đây bất ngờ để cho con ngạc nhiên. Dạ. Ý kiến của bà đó. Nhờ dì Út đi đón ba má đó. Chào anh. Dạ, con chào ba má. Ủa nhà có khách. Ủa dạ, ông anh đây chào ông anh. Dạ anh Hùng chồng con đó má. Cái gì? Anh Hùng chồng con á. Anh Hùng chồng con hả? Dạ. Sao nay nó già như ông ngoại tôi vậy trời. Cái gì? Đây nói đây là thằng rể của ba hả? Dạ anh dạ. Hùng á ba. Anh Hùng á hả? Dạ. Ê Liên, tao nhớ như 2 năm trước khi mày đám cưới mày gửi cái hình về nó đẹp trai lắm mà. Mới có 2 năm mà sao mày xài nó tàn tạ vậy?
Đàn ông lấy vợ 2 năm ai không tàn tạ bác ơi. Thì dạ ta... có Photoshop, tại lúc đó con gửi hình về con có chỉnh chút xíu. Mày có chỉnh chút hả? Dạ. Chỉnh nhưng mà đâu có biến dạng dữ vậy. Thay đổi 180 độ dạ. luôn á. Lấy cái hình ra cho tôi coi lại coi. Nè, hình lúc phải nó không vậy? Tôi cũng thủ trong người hết trơn đây. Hình đây. Trời đất ơi, nhìn trong hình ta nói một trời, ở ngoài một vớp. Mày biết sao không? Lúc mày gửi cái hình này về, tao nói, tao đem, tao nói đi ra khoe bà con. Tao nói ai nhìn vô cũng nói giống ca sĩ Đan Nguyên. Mà giống phải không bà con? Đó, Đan Nguyên quá trời. Nhìn trong hình thì giống Đan Nguyên, mà nhìn ở ngoài giống Đan Chôn. Chôn mới chôn, mày nhiêu tuổi rồi chôn? Dạ, con 62. 62? Dạ. Vậy là bạn bằng tuổi ba. Bây giờ từ bạn mà nó chuyển qua ba, nó cũng ngượng ngượng cái miệng. Trời ơi. Hả? Con. Dạ. Con 62 tuổi. Dạ. Vậy là con hơn má 2 tuổi đó. Bà. Vậy. Bà coi bà dạy lại con Liên. Nó xài hàng sao hao quá. Mày xài hàng kiểu này mấy chục năm nữa có đâu xài. Thôi nó xài hao nhưng mà được cái nó hạnh phúc. Chứ gặp ông đó, ông lấy tôi về ông có xài đâu. Bởi vì ông mới còn trẻ đẹp yên nguyên vậy đó. Bà tào lao. Tôi không xài bạn Liên đâu lòi ra. Thì ông xài đúng một lần duy nhất rồi ông cất tôi vô tủ kiến tới giờ không xài đó. Có con cái nhà nói chuyện con cái đi, qua thăm nó mà. Rỡ. Dạ. Qua đây với má. Con Liên nó bên này nó bận rộn, nó không lo cho con. Má lo cho con. Dạ. Đây từ Việt Nam má mang quà qua cho con nè. Gì vậy má? Mắm ruốc xào thịt. Dạ. Ngon dữ lắm con ơi. Dạ. Cái này ăn bắt cơm dữ lắm nghe. Mà cho má hỏi nè. Dạ. Con có bị bệnh tiểu đường không? Dạ có. Nếu tiểu đường thì thôi con ăn mắm thôi, đừng ăn cơm nghe. Bà nói đúng á. À. Nó ăn mắm là nó hết tiểu đường. Nó chỉ chuyển qua tăng sông máu thôi. Đi sớm lắm. Má vẫn chơi thôi chứ cái món này ngon lắm. Dạ, ăn ơn. Xong nghe nó thơm dữ lắm. Hai đứa hùng nhau là vui dữ lắm à. Dạ, cảm ơn má. À, rể ơi. Dạ. Cho má hỏi nè. Cái nhà này là mình mua hay mình mướn vậy con? Dạ mướn má. Hèn gì cái khu này là dành riêng cho mấy người mà có thu nhập thấp đó. Mỹ nó kêu là low income. À. Dạ, tiền nhà tháng có vài trăm mà. Ồ, hèn gì chật chội quá trời quá đất luôn à. Nghe nè. Nó không có nhà không sao. Ừ. Không có con mới là vấn đề quan trọng. Ừ. Ê, tụi bay lấy nhau mấy năm rồi sao không chịu đẻ đi? Dạ, chưa có nhà. Cho nên nào có nhà đẻ. À, dạ, chừng nào có nhà mới đẻ. Dạ. Liên ơi Liên, con tính vậy là con bậy rồi. Con giờ cũng lớn tuổi rồi, sắp đến cái tuổi mà mãn ấy rồi. Phải tranh thủ đi. Con nhìn chồng con kìa, ngồi với ba con giống như hai bạn vậy đó. Tuổi này tranh thủ cái lúc được lúc mất đó, cực lắm. Ừ. Phải có con để cho má có cháu hoài bồng, hiểu không? Dạ. Bà sao? Nói chuyện tào lao không? Đi thẳng vấn đề. Dạ. Gì? Ông sao? Ấy ông nói làm sao? Tôi không có nói vậy, giờ đi thẳng vấn đề cho tôi. Qua đây gặp con để làm cái gì? Nói thẳng. Ừ. Yeah. Nói thẳng vấn đề phải không? Ừ. À, con. Dạ. Má qua đây thì... Nhưng mà mấy cái vấn đề quan trọng là mấy gia đình mình họp mặt mình nói riêng được không? À. Dạ dạ. Dạ dạ bà nói đúng đó. Con người ta nói là dâu là con, rể là khách. À. Dù gì cũng là người ngoài. Thôi để con lánh mặt rồi ba má nói chuyện với Liên nha. Con uống cà phê chút xíu con về. À, không rể con ở lại đi. Ngồi đây để ba má nói chuyện. Dạ. Ngày xưa má với ba lấy nhau, nhà má có chuyện gì là ông cũng ngồi chỗ mỏ ông nghe hết trơn à. Dạ. Không sao hết. Dạ. Con cứ ngồi đây, cái chuyện quan trọng là gì? Dạ. Ba con đó bây giờ ông bệnh nặng dữ lắm rồi con ơi. Dạ. Cái bệnh gì mà quên quên nhớ nhớ đó, bác sĩ nó gọi là cái bệnh ăn da heo. Dạ không phải, cái đó ta kêu là Alzheimer. Dạ. À đúng rồi, Alzheimer. Là 50% luôn rồi đó con. 50% là sao má? Có nghĩa là ổng mượn tiền ai ổng quên, mà ai thiếu tiền ổng nhớ nghe. Dạ bệnh đó giờ nhiều thằng bị bệnh lắm má. Dạ lúc mượn nó nhớ gia đình dòng họ mình luôn. À. Dạ mượn xong rồi nó quên luôn mình luôn. À. Đúng không anh? Bà cứ đi cái dòng ghen hoài, đi thẳng tới trung tâm.
Ờ, à, đi thẳng trung tâm phải không? Ừ. À, Liên, con có nhớ bên Việt Nam mình có cái nhà ngay dãy phố Mặt Tiền không? Dạ, nhà mà mình cho người ta mướn làm nhà hàng đó. Đúng rồi, mới hết hợp đồng, má đem má lấy má bán luôn rồi con ơi. Dạ, bán được nhiêu ba má? 4.800.000 USD. Gì vậy? Ủa, gì vậy con? Dạ, con lỡ tay. Dạ. Dạ, thôi. 4.800.000 nhưng mà làm gì nó giật mình vậy ông? Liên à. Dạ. Cái lý do mà ba má mà qua thẳng tới đây mà không có nói chuyện phone hay là nhắn tin cho con. Dạ. Là ba má tính như vậy. Dạ, tính sao? Con biết rồi. Nhà mình á thì chỉ có hai anh em. Dạ. Anh hai mày á thì nó là con trai cả mà đúng không? Dạ. Cho nên là ba má quyết định là tặng cho nó 500.000. Còn lại 4.300.000. Thì cái bút thì là ba tính cho Liên 300.000 á hả? 300.000 ở Việt Nam lớn lắm. Dạ, ở bên này cũng lớn mà. Bởi vậy ba má mới quyết định là giữ lại 300.000 đó cho ba má dưỡng già. Dạ. Còn con Liên là ba má cho nó 4.000.000. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hoài vậy? Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Gia đình không còn ai nữa không? Còn má nè, con chưa hôn má nè con không? Mày bước qua tao lấy lại 4.000.000 á. Không có. À, trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Thơm quá. Thơm quá. Thơm cái gì? Thơm cái gì? Thơm mùi tiền. Đừng có xạo. Hả? Thằng này nó tào lao. Tay tôi móc trong ngã ba ra mà cũng thơm nữa hả? Vẫn thơm. Ờ, thơm luôn hả? Thơm lắm. Thơm luôn hả? Ba. Tao đi máy bay 24 tiếng đồng hồ chưa tắm luôn á. Con nghĩ vẫn thơm như thường. Công nhận. Con nể gia đình mình luôn. Nể gì? Giàu có tiền nhiều như vậy mà ăn mặc quá hèn. Hả? Cái gì, cái gì? À, không. Ý con nói là ăn mặc quá bình dân. Ờ, ơi, vậy là con không biết rồi rẻ ơi. Nói gia đình coi nè. Ừ. Bình dân ha. Đúng tóc rồi. Tóc tém nữa, bộ ba tóc tém nữa. Dạ. Đại gia Việt Nam giờ người ta bình dân vậy đó. Miễn sao là ở nhà là hột xoàn đầy bình bông là được rồi. À, ba, bây giờ con ở với Liên bao nhiêu năm rồi, gặp bữa nay mới thấy là giống tánh y chang của ba. Giống gì? Không bao giờ nghĩ suy về tới tiền bạc. Trong nhà mỗi chi thu tiền bạc sổ sách một mình con lo hết, không thất thoát một đồng. Vì con tốt nghiệp ưu hạn ngành kế toán tài chính mà. Mày tốt nghiệp ở đâu? Đại học Singapore. Ông xin trợ cấp thì có. Singapore đâu ra ba? À, tôi chết. Cái gì nữa? Con có lỗi quá. Hồi nãy giờ ba má tới mà con quên. Ba má ăn cái gì uống cái gì đó con chạy đi mua nha. Thôi, mới tới mệt lắm. Để ba má vô tắm cái đi cho nó đỡ mệt nha con. Dạ, má có cần vô con ẩm vô tắm không? À, được. Tao lấy lại 4.000.000 bây giờ nha. Dạ, không có. Bà, rễ mà tự nhiên bê cái gì? Đi vô. Lớn tuổi này còn ghen tuông cái gì nữa. Lâu lâu qua cho rể nó chăm sóc. Còn nếu rể nó không ẵm được thì thôi anh ẵm em vô tắm đi. Vê. Vô. Vô liền nè. Ê tôi ẵm. Trời. Ông thấy nhà có đông người ông ngại đó. Ông ẵm cho vali chứ bình thường ngày nào ông cũng ẵm má à trường á. Dạ. Ông ơi, ông đợi tôi vô tắm chung cho hạnh phúc ông ơi. Trời ơi công nhận, ba má em vui ghê ha. Đi rồi mà công nhận cái mùi tiền nó vẫn còn ở đây. Ông đừng có xạo cho nội. Gì? Hồi nãy tôi năn nỉ ông, tôi mướn tôi thuê ông mới chịu làm chồng tôi. Bây giờ ông nghe tôi có 4.000.000 một cái, ông nói gia đình tôi thơm liền. Không có, hồi nãy em biết không? Nè ông đừng có nổ quá nha. Ông là thợ móc cống, thợ là làm ống nước, bày đặt, thạc sĩ, kỹ sư gì, nổ quá lộ à. Anh làm như vậy là không muốn em mất mặt. Không lẽ anh nói thiệt với ba má là anh là thợ sửa ống nước, thấy không? Gì ghê vậy? Liên nè. Gì vậy ba? Hồi nãy á, em có đề nghị là anh Giang về ở, còn em cũng về ở với anh. Chúng ta sống nhau để cùng nhau nương tựa đó. Ông tránh ra đi, ông có chỗ nào em đâu, trời ơi. Hả? Nói nghe nè, bây giờ tôi có 4.000.000 rồi, tôi có cần nương tựa, tôi cũng kiếm thằng 6 múi chứ không có kiếm thằng 60. Cái gì? Em được nói vậy. Sao vậy? Nghe lời anh đi, chấp nhận anh đi, anh cầu khẩn em, anh xin thay đổi ý kiến, lấy em làm vợ, em là người đàn bà tuyệt vời, ở đâu phụ nữ tuyệt vời chứ.
Nghe không? Không. Làm chồng đi. Tôi mà giờ tôi có lấy, tôi kiếm nào đẹp đẹp tôi lấy, tôi mắc gì tôi lấy ông. Em ơi. Gì? Người ta nói đúng mà. Nói đúng gì? Mạnh gì gạo, bạo gì tiền. Em chưa có tiền mà em đã hung hăng với anh rồi sao? Tôi đâu có gần có tiền, bây giờ tôi có tài khoản thôi. Ba mẹ tôi chỉ cần gửi cho tài khoản là tôi có tiền rồi. Lấy anh đi mà. Trời tôi ghê vậy. Sao quỳ lết gian sinh với ghê vậy ba? Trời tôi ghê quá. Nó nghe nào ông Hải mà hả? Bình tĩnh trời ơi. Này anh thiệt tình mà. Sao giờ lết luôn vậy anh? Hả? Sao giờ ông lết luôn đi bại sụi luôn vậy? Ây da. Nó cấm. Cấm cái gì vậy? À cấm cái ghế hả? Ông hay mơ ước quá. Ông già rồi sao mấy có gì ông cấm cho nó coi. Ồ, ông thấy ghê quá thầy ơi. Tôi cho nó coi. Cấm thiệt. Ông làm thiệt luôn hả thầy ơi? Tôi có trả vô nữa mà. Quay. Cái này. Ông làm gì vậy? Trời ơi bây giờ bơi sắp luôn hả bà? Tôi nói cho ông biết nha. Lát nữa má tôi kìa. Ủa dạ, má ơi, trời ơi má ơi, má mặc pyjama mà LV nhìn sang quá. Này là 6 cái khăn LV ráp lại đó con. Má ra cái bộ đồ còn dư khúc giải, má làm cái khăn chùi lau bàn. Ồ sang quá. Má ơi, sao tự nhiên thay đồ chi không để vậy, lát qua nhà dì Út ngủ luôn. Trời ơi sao qua nhà dì Út được, má qua đây má phải ngủ với con chứ. Nhà con có phòng mà. Nhưng mà thì đâu có sao đâu, thì con ngủ ở trong phòng hai vợ chồng ngủ, còn má ngoài này má ngủ với ba con, đâu sao đâu. Hải, không có. Anh Hải, anh làm cái gì mà từ sáng tới giờ em gọi điện anh cũng không nghe máy, mà em nhắn tin anh cũng không trả lời em nữa. Em tưởng anh đi đâu. Về đi, nhà chị đang có khách. À, dạ dạ dình có khách có khách. Dạ. Qua dạ dình chị quá quá. Dạ cháu chào bác. Dạ cháu là Hoa, là hàng xóm bên nhà chị Liên á. Trời ơi bác biết ông chú kiếm anh Hải từ sáng tới giờ luôn á. Hải đâu có đây. Ông anh có... Hải nè. Ê này anh Hùng mà, Hùng chồng Liên mà. Đúng rồi. Hải gì ở đây? Ô nhìn lộn người rồi. Ô là Hùng, thấy chưa? Đúng rồi, ổng là Nguyễn Văn Anh Hùng mà. Anh có bị khùng không? Em mà anh nói là cô là ai? Có uống lộn thuốc không vậy? Cô muốn lộn thuốc cô mới khùng đó. Ai quen biết cô tự nhiên nhào vô sòng sọc nói ta là Hải này Hải nọ. Tôi nói cho cô biết, tôi là Hùng, Nguyễn Văn Anh Hùng. Đó đúng rồi. Và tôi đã có vợ rồi. Nghe. Cái gì? Bữa nay anh dám lớn tiếng với tôi hả? Rồi còn nó có vợ nữa chứ. Tôi không ngờ là cuộc đời của tôi lại có ngày nhục nhã như hôm nay á. Anh tưởng anh là ai? Anh tưởng anh cao sang lắm hả? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có nghĩ anh cung phụng cho tôi, anh sắm sửa cho tôi như thế này. Anh tưởng tôi yêu thương anh hả? Tại vì á, tôi cặp với anh bao lâu nay á, là vì tôi cần có một người sai việc giặt ở trong nhà. Cắt cỏ, làm vườn, sửa ống cống, thục cầu tiêu. Anh tưởng tôi yêu thương anh thiệt hả? Ngày hôm nay anh dám trở mặt với tôi. Được. Từ nay dứt khoát chia tay. Khoan. Cháu đứng lại đó đi. Trời ơi ba, mặt pyjama cu xì nhìn sang quá. Mua có 8 cái khăn ráp lại được bộ. Dừng khúc, lấy làm đồ vẽ lao xe thôi. Trời ơi sang quá, đẹp ghê. Xích ra. Dạ. Thấy người có tiền cái nhào nhào vô như ăn cướp mà. Lại đứng gần người yêu của cậu đi. Dạ. Không phải nhỏ đó, nhỏ kia kìa. Nhỏ đó con gái tôi. Con gái tôi mà, tôi biết cái nết của nó lắm. Nó y hệt như mẹ nó vậy. Mê trai đẹp. Ba làm... con là đẹp trai nhất cái làng ngày xưa luôn đó con. Làm gì có cửa mà nó lấy cậu. Trời ơi, nó không thể nào nó lấy một cái thằng chồng mà già bằng ba nó được. Được có cái còn xấu tới nói xúc phạm cái rạp. Ủa? Ủa bác? Ảnh nói ảnh là chồng của chị Liên hả bác? Ừ. Trời đất ơi, tôi không ngờ tôi yêu nhầm một người mất trí thiệt. Sao cháu nói nó nặng vậy? Bác là đàn ông. Bây giờ giữa cháu với chị Liên á, thì đàn ông sẽ lựa ai? Em xin lỗi chị. Lựa con là bình thường.
mà lửa chỉ liên là bất thường, đúng không bác? Anh lạnh chọn em. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông chọn nó là không bất thường, nhưng mà tôi đánh ông bất tình. Bà, từ con cháu nó hỏi tôi trả lời thôi là hiểu. Trời ơi, chứ cái này mà ăn nhậu cái gì? Ông ăn nó đi, tôi nhậu ông luôn xương luôn á. Điên. Wow, em chảnh lắm, nhưng mà em lầm rồi. Người Mỹ có câu giá trị một người phụ nữ là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng quan trọng vẫn là tài khoản ngân hàng. Em có thể trẻ hơn chị Liên một chút, đẹp hơn chị Liên một đống, nhưng so với tài khoản ngân hàng, em chỉ là một hộp cát, còn Liên là một cái hộp xoàn. Bữa nay anh dám lớn tiếng á, anh bỏ cái hột cát này hả? Rồi anh chạy theo anh hốt cái hột xoàn của chị Liên hả? Ừ. Được, tôi nhấn mạnh lại cho anh biết, anh kiếm đào mới khó, còn tôi hả, kiếm kép dễ ợt. Liên ơi Liên, má chịu hết nổi rồi, giờ cho má hỏi thiệt, thằng Hùng chồng con đâu rồi? Ông bỏ con đi làm ca sĩ Thúy Nga. Ông chê anh già xấu, thành ra là ổng bỏ con, mà con sợ là ba bị bệnh tim, mà tự nhiên ba đột ngột qua đây thăm con, con không biết cách nào, cho nên con nhờ ông hàng xóm sửa ống nước. Trời ơi, tôi phải mướn như đâu phải dễ đâu, mà ba má đừng có buồn con nha, tại con sợ ba má buồn con thôi à, chứ con chưa có lấy ai hết trơn á, chụp hình cưới thôi chứ chưa có cưới ai hết. Đâu có buồn con, giờ nghe nó không phải rể mình mừng thấy mẹ luôn. Giờ muốn cúng con heo liền luôn á. Với lại em ơi, em làm quá rồi, dù gì em cũng phải nể mặt ba má chị chứ, nãy giờ chị lạy chị gian xin em luôn á. Nói thiệt với em á, là chị không nhờ ảnh làm giùm chị thôi, ảnh thương em mà, chị phải mướn ảnh á 3,000 chứ phải rẻ gì đâu em. Cái gì? Chị mướn ảnh 3,000 đô la hả? 3,000. Anh, sao anh không nói em, anh giúp chị Liên, em đồng ý liền à. Hàng xóm láng giềng với nhau à, chị Liên lâm vô thế kẹt, dầu sôi lửa bỏng, mà anh lấy 3,000, phải lấy 30,000 mới đúng. Trời ơi, nồi nào ốc dung đó. Quá trời quá đất, đúng là ngu tầm ngu mà. Mã tầm mã mà. Con ơi, dạ? Má nói cho con nghe, con không có chồng, không có chuyện gì mà con phải buồn hết á. Bây giờ con phải vui đi, con là gái độc thân này, giờ con được hưởng trọn 4 triệu đô la. Đúng. Nếu mà con lấy thằng chồng, chồng nó không tốt ly vậy, con chia đôi là còn 2 triệu. Ừ. Gặp cái thằng chồng lừa đảo nữa là nó giật 4 triệu, nó chạy luôn là đó. Chết con vậy à. Bởi vậy? Bởi vậy. Thôi bây giờ sẵn đây nè, má qua đây má biết hoàn cảnh con rồi. Đợt này má đưa con về Việt Nam, tới cái tiệm thẩm mỹ Khơ Thị nổi tiếng ở Sài Gòn đó. Má tút tát cho con từ A tới Z, con đẹp lộng lẫy như một cái bẫy. Lúc đó vừa có tiền vừa có nhan sắc, con muốn lấy ai không được, đúng không quý vị? Bởi vậy ta nói má mày là một đời thông minh. Nó nghe nè, bây giờ gia đình mình vui vẻ rồi à. Mày mời hết bà con hàng xóm mình thẳng tiến về Việt Nam, tới Long An à, quê mình. Quê mình đó, tao đưa thẳng vô tới Happy Land, mình đãi một cái tiệc ăn mừng luôn được không? Vô trọng khu giải trí lớn thiệt lớn hả? Rồi. Vô trọng ăn mừng hả? Yes. Ăn mừng vui tại lắm. Tại vì không có một chàng rể giống này đúng không? Đúng rồi. Vậy được, vậy không làm gì nữa. Hiểu không? Hiểu. Vậy bà yeah. Con đi luôn nè. Tụi con có được ăn ké không bác? Ăn cái cùi lôi nè.